hệ thống sử dụng đất. Những phát triển bất thường của hệ thống sử dụng đất. Thứ hai là bao bệnh trên bệnh lý bao dịch quàng, phó dịch quàng, ống dẫn tinh, túi tinh, tuyến tiền liệt, dương vật và da bao dương vật. Đó là những cái bệnh lý mà con trai của bạn. Đây là rối loạn dịch quàng trong sự phát triển phái đích. Đây là nó hóa cái ở bộ phận sinh dục bên ngoài của con heo nọc. Đây heo nọc có bộ phận sinh dục bên ngoài nó hóa cái. Có cái điều dịch quàng. Nhưng mà cái dương vật của nó thì nhỏ. Và nó giống như là cái âm vật ở bên xuống cái. Có một cái ống thoát tiểu, đoạn cuối ống thoát tiểu nó mở ra ngoài. Những phát triển bất thường của hệ thống sinh dục đực. Phát triển bất thường của ảnh hưởng toàn bộ hệ thống sinh dục đực là chính lưỡng phái. Lưỡng phái có trong mọi loài thú, nhưng thường nhất là ở dê và heo. Ở dê tỷ lệ lưỡng phái này có thể lên tới 1,5 phần ngàn. 1,5 phần ngàn là nhiều lắm đó con. Tại vì quần thể dê là nó mấy trăm triệu con ở đó. Lưỡng phái thật rất hiếm có. Cơ quan sinh dục ở bên trong đó, nó có một cái bên ngoài, một cái đường đứng. Còn cơ quan sinh dục bên ngoài, trung gian giữa đực và cái đó, đứa nào coi là đi, mình không có giống con đực, mình cũng không có giống con cái là không được. Cái nó giòn biết liền, con giòn vô một phần sinh dục là con thấy con khác người ta. Thế là phải cần đánh giá testosterone, estrogen gì, lúc đó mấy cái kích thước đó của con không ảnh hưởng được tới sự điều chỉnh của con. Lưỡng phái thật của con, lưỡng phái giả thì nhiều. Trên heo có 10 phần ngàn tuyến sinh dục, cả hai bên đều là dịch quàng hoặc đều là buồng trứng. Cơ quan sinh dục bên ngoài ngược lại đó, ví dụ con coi cơ quan sinh dục bên ngoài con là được rồi, nó cũng chưa chắc ăn nha. Có khi tuyến sinh dục bên trong là thù đứng, là con là lưỡng phái giả. Ai dòm con không thấy lưỡng phái, nhưng mà thật sự con là lưỡng phái. Thấy không? À, cái lưỡng phái giả này là nhiều lắm đó nha. Nhiều, rất phổ biến. Con người cũng phổ biến đó. Rồi. Đây là rối loạn nhiễm sắc thể ít đi đó. Đường sinh dục ngoài thì nó hóa cái đó, nó nở lớn ra giống như là của con thú cái vậy. Có một cái âm hộ và có cái âm phật là nó nổi bật lên. Đây, đây là rối loạn về cái dịch quàng trong phát triển phái đích với cái đường sinh dục cái, đường sinh sản. Đường sinh sản và đường sinh dục là giống như con cái.
ở bên này nó nối vô cái sừng tử cung không, rồi nó ra ngoài tử cung, tại vì nó cái chỗ đó là buồng trước, thì giờ nó ra hai cầu dương vàng. Hình B là cái âm vật của con thú này nó sưng lên, của con chó này nó sưng lên. Bao nhiêu vàng, da bao nhiêu vàng mỏng hơn những nơi khác. Ở nhà thuốc có nhiều thứ mồ hôi. Bao nhiêu vàng giúp nhiệt vàng có được nhiệt độ mát hơn so với cơ thể. Mấy thuốc có dấu của mình là nhiệt vàng ra ngoài hết, ra khỏi cơ thể hết, để cho được mát. Mát chừng nào thì nó sinh tinh tốt được này. Từ từ người ta phát hiện cái đặc điểm này, cho nên những con heo này, heo ăn được giống là nuôi mát. Hồi xưa người ta nghĩ con heo là con heo đực đó là thuộc về dương, dương tính là phải có nóng nó mới chịu chết luôn. Trời chiếu luôn nóng sao thì sai lầm thất bại là cái bệnh nó nằm đó là tinh xuống đó. Rồi sau đó bây giờ người ta phát hiện là con nằm nó chịu mát, giờ mua trong quần kính có vạt hút nước, có vạt gió có thể thổi qua để cho làn gió mát đi qua con chuồng heo nằm, để con heo nằm luôn luôn được mát. Bây giờ thực đoan là mua con heo nọc bên Anh về làm giống. Catalog ghi con heo nọc này phải nuôi ở 25 độ C. Cất cái chuồng nhà gắn với lại luôn. Điều chỉnh làm sao cho nhiệt độ trong chuồng này là 25 độ C. Để nuôi con nọc này, tặng cho nó sinh sinh được tốt tại nọc giống mua ở bên Anh rồi về tốt tiền tiền đó nha. Da dễ bị viêm, tân bào hắc tố thường có tiêm chó. Cái này thì đứa nào nghiên cứu chó thì theo dõi cái này, tức là nó có đốm đen ở trên cái bìu bị vàng của con chó. Phát triển bất thường là tinh hoàn thừa. Tinh hoàn thừa thì không quan trọng, nó thừa thì con muốn cắt bỏ thì cắt, không cắt thì đâu, nó không có quan trọng, không phải là thường là bốn môn nhỏ. Tinh hoàn ẩn là quan trọng. Nhiều thuốc có tinh hoàn ẩn, ví dụ heo, chó, người có tinh hoàn ẩn á, đây thằng nào có tinh hoàn ẩn giơ tay lên. À, ông thầy có một cháu nó bị dịch vàng ẩn đó con. Nó bị dịch vàng ẩn gì? Cái đường chân hén là để cái dịch vàng nó đi xuống vô cái điều đó. Nó đóng mở không xuống được. Thì bác sĩ biết này như đợi nó đi, đợi nó lên 12, 13 tuổi đó, cái ông giải phẫu cái đường chân mở ra, lấy chân mở đi để cho rồi cái dịch vàng nó lọt xuống được. Rồi giờ cái vợ có con bình thường bốn mấy năm tuổi, hồi nó còn mấy nó lên là thầy dẫn nó đi mổ cái gì vậy, đừng có để nó bị ảnh hưởng tới mức là nó thoái hóa cái gì vậy của con luôn thì con thua, hiểu không? Mình trả nó xuống nhiệt độ mát bình thường sống là được. Hồi xưa heo được có ích, người ta lấy con heo có dịch vàng ẩn này thuốc giống luôn cho mấy con heo cái ở nông thôn đó con, có con heo đực của tao quý, nó dịch vàng ẩn kệ nó nhưng mà nó cũng phối được đó. Nhưng bây giờ người ta không có nữa, bây giờ từ ngày mà gieo tinh nhân tạo được là con heo đực dịch vàng ẩn là con nhân tiêu vaccine kêu chú ý cho con gieo tinh
bạn có thể làm gì nữa. Tinh hoàn mãn không tạo ra được tinh trùng. Đây tinh hoàn mãn đó, nó cái tinh hoàn nhỏ bên đây nè, con thấy nó không có hóa dịch vàng. Cái tinh hoàn bên đây nó có cái vật hóa dịch vàng nó đeo xung quanh, thấy chưa? Đây không có. Phát triển bất thường của dịch vàng là tinh hoàn kém phát triển. Cái này thường dễ có. Đây đó mấy cái dịch vàng nhỏ nhỏ chế phát triển. Cái này của con cừu. Mấy cái dịch vàng lớn ở dưới là dịch vàng phát triển bình thường. Tinh hoàn thoái hóa, nó có thể hóa sợi. Thì tinh hoàn thoái hóa là cái tiêu biểu là số lượng tinh trùng sẽ giảm. Tinh viêm đỏ thì khi mà con sau này con phụ trách gieo tinh nhân tạo rồi của trẻ em đó, thì con phải nhặt tinh ra cùng đồ em được để con coi. Nhưng mà thấy tinh con em được không có đặc biệt đặc, không có đủ mà nó loãng như nước, thì phải hiểu là con được đó là đã bắt đầu là xuống chất. Nguyên nhân để xuống chất là nhiệt độ. Nếu nhiệt độ bị nóng là cái sản xuất tinh dịch của con đực nó sẽ bị xuống. Thứ hai là bị nhiễm trùng. Nó nhiễm trùng hai cái lá thành và lá tạng của cái nhiều tinh hoàn dính lại. Nó dính lại thì cái tinh hoàn nó không có cử động, và do không cử động nó sẽ bị cái gì, nó không sản xuất tinh hoàn. Dinh dưỡng là vitamin A dơ. Con muốn A không cũng được, con muốn A dơ cũng được. Bây giờ người ta thành cái quy trình tiêm A dơ cho con em học. Một tháng tiêm một mũi A dơ 15cc. Cho con lớn. Con heo mà đập hậu bị mà mới lớn á, con tiêm được 10cc. Con heo đập lớn. Cho con. Đó, 15cc. Đó, để nó sản xuất sử dụng phương pháp tốt, nó sản xuất tinh trùng tốt, sự vận động phù hợp với thú lực phải cho vận động. Mấy cái trại mà nó nuôi heo giống á, đất hẹp cách mấy cũng được, nó tự kiếm cách cho con heo được nó vận động. Ví dụ nó cắt cô của nó nằm, nó cô bái của con nó nằm, ví dụ vậy. Cái bài của con là nó luôn chuyển giống, phải không? Chứ con mà lấy một con mà phối bài nó đọc biết nguyên tại tại cái thực hiện luôn. Bây giờ nay phối một người đó, mai phối một học kia, muốn phối cùng thằng khác, đó vòng vòng vậy đó, làm cho cái máu ở trong cái trại của mình nó tươi. Thì sáng ra có một thằng đi đuổi nhậu, anh công nhân mở đi một vòng 200m về thả vô nốt cả đời, mở lòng thứ hai thả vô nòng dắt đi 200m về lòng thứ hai. Bây giờ thì cũng mất rồi con, bây giờ nó lợi dụng và cái thuốc, bây giờ kiếm cái đường đi 200m để cho lòng đi chơi là khó. Rồi ngán đi còn 5 phút nữa. Tinh hoàn hóa canxi là không có suy nghe gì. Cái này nó là một cái biến đổi không có bắt đầu đâu phải tự tin. Viêm dịch vàng. Viêm dịch vàng là do nhiễm trùng. Trên heo nặng quà lực là nhiễm trùng do vi khuẩn Prisella Aegypti. Prisella Aegypti gây bệnh gì? Thứ hai thì nhẹ, đúng rồi, thứ nào quên rồi thì nhớ lại với thầy.
tôi sẽ la một lúc để tay chuyện này nha. Thấy tầm thường cho rất nhiều cái thân hoàng nó sẽ sưng, nó có ngủ bệnh lao cho cái thân hoàng có đi nghe bắt tay ông nghe bọc ngủ ở thân hoàng. Tân bào là thấy ở chó được già, tân bào của tế bào lipid thì tạo ra những núm nhỏ chặt chẽ chảy máu. Núm tế bào centurion gây ra tình trạng hóa cái. Cái núm này thường thấy bên Âu Châu, bên Âu Châu con chó của nó nuôi trên cao tầng con, đóng cửa trong nhà không có giao tiếp với mấy con chó khác. Bên mình thì con chó mình lại là vui vẻ hơn nha. Chó mình trong nông thôn, nhà kế bên có bạn hú cái nghe con chó cái bên đây nó hú lại cái nó biết chỗ chạy đi kiếm mình không. Có bạn chó được, bạn chó cái kế bên kiếm con nào cũng được. Trong chung cư có chung cư nào có con chó, có chung cư con chó thì nó có thời gian chắc chó ra, chắc chó ra đi mà sinh á thì cũng có giao lưu. Thành ra cái giao lưu giữa chó thì chó cái rồi bên mình là nó nhiều, mình nó nói chỉ cái loại tân bào này đây đó. Tân bào phó dục hoàng ống dẫn tinh đây quá cạn của phó dục hoàng. Con thấy bên đây mất cái phó dục hoàng, nó bị nhẹ khó dịch quạt, phim khó dịch quạt, phim khó dịch quạt là đi theo phim dịch quạt. Ống dẫn tinh bất triển trên bò lực, ống sống ống dẫn tinh thường gặp ở trên đó. Phim ống dẫn tinh thấy sao khi thiết, kể cả khi chó thiết nghèo thiếu rồi cái con gì mà sát trùng không kỹ, hiểu không? Sát trùng nó vết cắt ra không kỹ nó bị viêm thì nó trở thành viêm mạng tính, quá thành một khối to ở trên bò nữa. Tuyến tiền liệt bất dưỡng, tuyến tiền liệt thấy ở chó già hoặc sau khi kiếm chuyển dưỡng tuyến tiền liệt thấy ở chó 4-5 tuổi nhưng mà phải chó 7 tuổi trở lên mới nhận thấy. Viêm tuyến tiền liệt gây ra bởi Fusilla, viêm tuyến này thường gặp ở chó già, chó từ 7-5 tuổi trở lên. Đây con thấy bàng quang hai cái tuyến tiền liệt nó nở lớn, nó bích cái ống thoát tiểu lại, thành ra con thú đi tiểu không được. Dương vật và da bao dương vật, da bao dương vật quá dài dễ bị viêm hôn. Con quả dâu mình đó, con thấy cái dương vật da bao nó dài ra tuốt tới dưới bụng, thấy không? Thành ra là nó dễ bị viêm, ví dụ nó bị tiểu, nó bị tiểu cái nó còn dư một chút cái nó tiểu vô trong cái da bao đó, nó bị viêm cái da bao. Rồi tới chừng nó dương vật nó cương lên để nó phối dấu thì nó trung qua cái lỗ da bao, nó trung vào cái lỗ viêm do nước tiểu nó cao thì nó rút cái dương vật vô đầu nó phối dấu thành cầu. Còn được mở màng trắng thì cái này là thấy trên những con bò đực là nó phối dấu bất thường.
Rồi, chúng ta đã kinh qua được hệ thống sinh dục lực, kinh lên đủ rồi con. Còn để thì sao mình lên hệ thống